Sư xin sư giảng giải giúp con, nếu ta so sánh hai hạng người với tâm mong muốn được giải thoát. Hạng người thứ nhất, họ đang trong tình trạng bế tắc tuyệt vọng, chán ghét sự sống và muốn được kết thúc sự sống để giải thoát theo cách hiểu về giải thoát của người thế tục. Lúc trước con nghe thầy Nhật Từ giảng, đây cũng là một dạng tham ái. Hạng người thứ hai thấy đời sống sinh tử đầy khổ đau luẩn quẩn, muốn chấm dứt sự trở lại trong chu kỳ hiện hữu nên trở thành tu sĩ tìm cầu giác ngộ. Vậy giữa hai tâm mong muốn giải thoát này có sự khác nhau như thế nào? Khi mà sư giảng về cái giới mà không có sát sanh á, sư có nói như thế này. Đối với một người mà tự tử đó, thì nó có hai trường hợp là người tự tử vì cầu đạo giải thoát và người tự tử vì tà kiến. Tức là sao, như trường hợp Bồ Tát trong những kiếp ngài bố thí sanh mạng thì ngài mình vẫn gọi đó là tự tử chứ hả, ngài gieo mình từ trên vách đá xuống dưới để xả thân nuôi hổ, hay là trong kiếp ngài làm con chim á, thì ngài lao mình ở vào ở trong cái đống lửa để mà ngài bố thí, thì nói theo kiểu bình dân học vụ thì nó vẫn là tự tử. Nhưng mà cái sự tự tử đó là để hoàn thành các cái thiện nghiệp hướng đến sự giác ngộ giải thoát, nhằm buông bỏ cái sự chấp hữu vào cái tấm thân này. Thì nó khác, nó là thiện nghiệp, nó là thiện nghiệp. Còn cái tự tử thứ hai đó, đó là tự tử do tà kiến. Cụ thể là gì? Tự tử do thất tình, tự tử do bất mãn, tự tử do bế tắc. Thì nó được thúc đẩy bởi cái trạng thái là sân, tức là sự bất mãn, hoặc là tham, tức là vì tình yêu đấy. Rồi nếu như mà họ có suy nghĩ như thế này: một là mình chết rồi mình tự tử thì đời sau mình sẽ sống tốt đẹp hơn, tức là họ rơi vào thường kiến, là một loại tà kiến. Còn nếu như cái người tự tử đó mà họ nghĩ rằng chết rồi là hết, để tôi không còn phải chịu cái tình cảnh này nữa, thì đó là họ rơi vào đoạn kiến, tức là họ cho rằng chết rồi là hết. Thì dù cho hai cách nghĩ nào nó cũng sẽ rơi vào tà kiến, và cái người mà rơi vào tà kiến như vậy họ sẽ đi địa ngục. Bản thân việc tự tử đó, nó đã của họ mà dựa trên cái tâm bất thiện á, tức là tâm tham hoặc tâm sân, thì nó đã đủ đưa họ đi vào các khổ cảnh rồi. Nhưng mà do họ còn dính vào một trong hai thứ tà kiến này, cho nên họ giống như là họ nhảy xuống sông mà còn đeo theo cái tạ, thì nó sẽ đi xuống sâu hơn và nhanh hơn ha. Cho nên cái chuyện mà muốn chấm dứt mà suy nghĩ là chết rồi là hết, tôi không có phải đối diện những cái tình cảnh này nữa, thì họ sẽ rơi vào tà kiến và họ sẽ không thoát khỏi địa ngục. Còn cái trường hợp thứ hai là những trường hợp như là Bồ Tát, thì ngài xả bỏ tấm thân này, ngài chán cái dòng sinh tử luân hồi, nhưng mà ngài hướng đến sự giác ngộ giải thoát, thì nó lại là thiện nghiệp. Hai cái nó khác nhau nhé. Nhưng mà còn một chuyện nữa quý vị không nói, đó là cũng có một số vị cái kiểu mà chán đời đó, chán đời rồi đi tu, chán đời đi tu, chán đời theo cái kiểu hiểu của phàm phu, chứ không có nghĩ gì đến cái chuyện mà giải thoát giác ngộ, nó xa xăm lắm. Chỉ đơn giản là chán đời đó rồi bỏ vào chùa để tu cho cái đầu óc nó thanh thư thản thôi. Thì số lượng người như thế này vẫn rất là nhiều, nhưng mà cái quan trọng á, là vị này có tiếp xúc được đúng với chánh pháp hay không. Nếu như vị này tiếp xúc được đúng với chánh pháp thì từ từ đó, một lúc ban đầu thì nó chưa có đúng đắn, nó chưa có đúng đắn lắm,
Nhưng mà sau khi tiếp xúc được với chánh pháp thì vị này sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình, và từ đó vị này sẽ đi lên tiến bộ hơn. Đó vẫn là nên. Ví dụ như trường hợp em của ngài Xá Lợi Phất ấy, thì do ngài thấy bà vợ mà đang chuẩn bị cưới của mình ấy, mà ngài nhìn qua bà lão ấy, rồi ngài nghĩ là cái bà vợ mình sau này nó cũng già y như là bà cụ ấy, thì ngài hoảng, ngài sợ, rồi ngài chạy đi tu đấy. Thì lúc đó ngài cũng đâu đã nghĩ gì đến chuyện mà giác ngộ giải thoát đâu, nhưng mà sau khi xuất gia rồi thì ngài biết được cái phương pháp hành trì, rồi ngài hành trì thì dần dần thì dẫn đến cái sự giác ngộ giải thoát. Rồi ví dụ như cái trường hợp có anh công tử, mà cái cô mà ảnh yêu thương chết, ảnh buồn quá, ảnh đi lang thang, rồi ảnh gặp Phật. Rồi Phật có nói là ở đây là không có sợ hãi, ở đây là không có đau khổ. Rồi thì ảnh cũng chỉ là tu với cái suy nghĩ là đi tu thì nó bớt khổ thôi. Rồi dần dần thì cũng đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Chỉ cần tiếp xúc đúng với chánh pháp. Rồi hoặc là như em mà cùng cùng cha khác mẹ với Bồ Tát, ngài Nanda đó. À, đi tu nhưng mà còn nhớ nhớ bà vợ chưa có cưới, tức là vợ trong đám cưới đã bỏ đi đó, còn nhớ vợ. Rồi Đức Thế Tôn dẫn ngài lên trên các cái cõi trời đó, rồi ngài nhìn thấy mấy cô tiên nữ, ngài mê quá, rồi ngài xin là tu để mà lên cưới mấy cô tiên nữ. Tức là cái động cơ để mà tu hành nó không có thuần khiết, nhưng mà chỉ cần vị này tiếp xúc được đúng với chánh pháp, tu hành cho nó ngon lành, thì dần dần á vị này cũng nếm được cái vị ngọt của sự giải thoát giác ngộ. Và như sư nói, khi mà vị ngài Nanda này đó chứng đắc được đạo quả thì vị này xin Thế Tôn là hãy hủy lời hứa năm xưa. À, lúc đó ngài không còn tha thiết gì với mấy cái bà tiên nữ nữa đấy. Cho nên cái động cơ thì nó là một phần thôi, cái quan trọng á, là mình có tiếp xúc được đúng chánh pháp hay không, có sự nỗ lực đúng đắn hay không, thì đó nó sẽ quyết định chúng ta rất là nhiều nha.